vệ tinh để phòng thủ không gian. Hồi đầu tháng 7, Tổng thống Emmanuel Macron đã phê chuẩn việc thành lập lực lượng không gian Pháp. Đơn vị này có nhiệm vụ bảo vệ các vệ tinh của Pháp ngoài không gian, như để khẳng định sự nghiêm túc của mình. Mới đây Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Florence Pally, đã công bố một chương trình phát triển vệ tinh nano được trang bị súng và tia laser. Theo đó Pháp sẽ phân bổ khoản tiền 700 triệu euro, 778 triệu đô la Mỹ, hàng năm cho các hoạt động phòng thủ không gian của nước này. Khoảng 4,3 tỷ euro sẽ được nước Pháp chi ra từ nay đến hết năm 2025. Số tiền này được sử dụng nhằm nâng cấp hệ thống vệ tinh liên lạc phục vụ cho mục đích quân sự của hải quân. Pháp, Bộ Quốc phòng Pháp muốn các thế hệ vệ tinh tiếp theo của nước này phải được trang bị máy ảnh để xác định kẻ thù, súng tiểu liên và laser để tấn công và vô hiệu hóa các vệ tinh khác. Bộ Quốc phòng Pháp cũng nói rằng họ muốn phóng các vệ tinh nano của mình lên không gian nhằm bảo vệ các lợi ích chiến lược của nước Pháp. Công nghệ phóng vệ tinh nano cũng sẽ giúp nước Pháp có thể thay thế nhanh chóng các vệ tinh bị mất trong tương lai. Theo Le Point, quân đội Pháp muốn hệ thống phòng thủ không gian này phải được hoàn tất vào năm 2030.